Bạch sư cho con hỏi, con có mang một cục xà bông tắm để tắm mà con thấy nó có mùi thơm, vậy nếu con xài cục xà bông đó để tắm thì con có đức giới không? Nếu cơ thể mình có mùi hôi thì mình có thể dùng xà phòng để mình tắm. Cái mục đích của xà phòng là để khử mùi hôi chứ không phải là để mình thơm. Điều đó được nói tới ở trong tạng luật á. Tại vì trong luật có những vị tỷ kheo là cơ thể có mùi, thì Đức Thế Tôn được cho dùng cái loại bột tắm đặc biệt. Thì suy nghĩ bột tắm đó thì nó cũng giống như xà phòng thời nay thôi.